Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Giờ đây. Đến với lại video ngày mai của chúng ta thì chúng em có một buổi tối thật tốt lành nhá. Hôm nay thì mình đang đi test kỹ năng của Maxim và Thor. Maxim thì ở cái phiên bản OB27 lần này ấy, nó vừa máu rất là nhanh. Ngày xưa thì có 27%, nhưng mà bây giờ thì tới 40% lần cơ. Tức là nhanh hơn gần gấp đôi. Gần gấp đôi thôi nha. Hôm nay thì mình sẽ đi kiếm thật nhiều máu, xong rồi mình sẽ test thử ở những cái vòng bo trong xem là liệu rằng có bơm được máu để mà lấy top 1 hay không nhá. Trận này thì mình chỉ mang mỗi Thor với lại Maxim thôi. Còn con pet hay là nhân vật mà bơm tăng thêm máu ấy thì để sau anh em nhá. Lửa trại cũng để sau đi. Đang muốn test xem là mình Thor với Maxim có được hay không. Tại vì là nhiều khi bơm máu thì bơm máu, nhưng mà đầu game thì cũng phải bắn nhau rồi cũng phải đi nhặt máu mà. Cũng phải cần có những nhân vật để mà hỗ trợ cho việc bắn nhau và nhặt máu chứ. Mang nguyên một dàn bơm máu đi cái xong rồi không giết được người, không nhặt được máu thì máu đâu ra mà bơm. Quá chuẩn luôn. Đúng không? Nên là hôm nay cứ test Thor Maxim đã. Được thì ngon, mà không được thì hôm sau sẽ thêm một vài nhân vật hỗ trợ bơm máu vào. Cái này mà đi team thì đúng ngon này. Đi team thì sẽ lợi hơn nhiều. Tại vì team thì sẽ hỗ trợ việc nhặt máu. Mình thì chỉ việc ngồi và bơm máu thôi. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đồ nha. Nhưng mà vì là mình đi solo, đâm ra là tự thân vận động hết anh em ạ. Với lại nếu như mà cái chương trình Maxim Thor mà thành công thì khả năng cao là sẽ có nhiều bạn sử dụng cái chiến thuật này để leo danh đấy. Nếu như mà kỹ năng không tốt thì phải chơi kiểu chiến thuật thôi. Có bắn nhau. Yếu đây bạn ơi. Mình làm hết rồi. Ý bắn mình. Bắn mình này thì bắn mình này. Tính ăn bạn kia xong rồi tính ăn luôn cả mình nhỉ. Đen thôi bạn ạ. À. Đỏ thì quên đi nhá. Nãy giờ nhặt toàn súng dởm hết nhờ. Cần lắm một cây súng trường xịn mà toàn gặp SKS với lại chim gõ kiến không à. Đây rồi. Thêm được một bình máu. Quý hóa quá anh em ạ. Ê, trên trời có người. Công anh em. Liều nhá. Liều ăn nhiều nhá. Bắn đi. Bắn đi. Yeah. Mình tới đây là bạn xong rồi đấy. Bắn mình đi. Chán chưa? Ô, vẫn cố gắng. Ý, toang rồi anh em ơi. Phía sau cũng có người. Ê, mày quá. Từ từ, tranh thủ bơm chút máu đã. Không nha. Lụm gạo liền. Còn anh chàng phía xa xa nữa thôi. Cái tôi nhờ. Ơ kìa. Ai kém mất tiêu của mình rồi. Bạn phía trên anh em ạ. Dữ dằn nhỉ. Bắn 3-4 viên rồi. Cái bạn ấy bắn nhẹ nhàng một viên là ăn kill. Cay xương xương. Hai trái bông keo à. Không biết là có đủ tầm để mà công tới bạn ý hay không đây. Máu thì mình cũng chưa lụm được nhiều. Mới lụm được có 6 bình. Đành vậy anh em ạ. Liều thôi. Liều thì mới ăn nhiều. Chứ không liều thì lấy đâu ra máu mà bơm bo. Nào bạn đâu rồi? Đập đúng không? 3, 2, liệu này bạn ơi. À không trúng à. Chờ nó nô anh em ạ. Làm sao? Không bắn ở đâu bạn ơi. Đây rồi, cơ hội của mình đây rồi. Này. Đúng là con trai của ta. Đó, ném liệu nó phải thế. Không canh giờ mà ném như bạn ý thì làm sao mà trúng được. Có AK kìa anh em. Nhưng mà thôi, lỡ có duyên với cây chim gõ kiến đấy rồi. Bắn tạm cũng được. Mặc dù là không mạnh lắm nhưng mà bắn AK nhiều anh em lại kêu. Bảo là có cây AK suốt ngày bắn. Đó, giải trái mìn. Biết đâu lát lại có kill thì sao. Ê, lại có người nữa rồi. Lại có hàng nữa rồi anh em ạ. Công luôn nhá. Ý, chưa làm gì. Chưa làm gì mà bạn ấy đã bắn mình rồi. Một viên 72 máu.
Có vẻ như là cái chiến thuật bơm máu hơi khó đây nha mạng. Máu thì ít mà gặp địch thì nhiều thế này. Hai trái lựu. 3, 2. Chạy đi đâu hả bạn? Không trúng rồi anh em ơi. À, chạy ra đấy à? Thế này bạn ấy lại tạo điều kiện cho mình ném lựu rồi anh em ơi. Ơ, không bắt tâm vào đầu kìa. Không sao, còn trái lựu mà. Trái lựu yêu thương cuối cùng. 2, 1, lựu này bạn ơi. Đó, cái quả lựu đấy nếu là mình không né được. Nói gì là bạn ý. Ờ, à, ít máu thế. Mỗi một bình. Không biết là khu vực này còn ai không đây. Người xuống đây thì nhiều. Cũng may là trận đấu ngày hôm nay mình lại còn lên cái đảo trên đường. Cái này thì bắn mình. Mặt đùa với mình đấy à. Nào xem có máu không. Góc này có vẻ ngon. Nhưng mà cam nãy giờ chưa thấy ai chạy qua đây. Đây rồi. Úi. Rồi xong, bom keo rồi. Một màn cover khá hay đến từ vị trí của mình. Mỗi tội là không được kill nào thôi. Bo thua rồi kìa. Chạy bo không? Ừ. Có người tới anh em ạ. Có người tới góp vui. Thấy rồi nha. Chạy xuống gầm cầu đúng không? Bạn gì ơi. Mình ở bên này cơ mà. Nhiều khi tự dưng thấy cái chim ô kiến này cũng mạnh phết đấy nha mạ. Bắn 4-5 viên là chết rồi. Còn anh chàng bên kia nữa. Cứ từ từ rồi mình sẽ giải quyết nốt. Nào, chạy bo không bạn gì ơi. Bạn ơi bo thu rồi kìa. Không chạy bo luôn cơ à. Ơ à, sao im ấy nhở. À đây rồi. Hai người liền cơ. Không phải một người anh em ạ. Nó yếu đấy bạn ơi. Ăn kill xong rồi. Giờ tới lượt nhường kill cho mình ăn đi chứ. Rồi 3 viên rồi nha mọi. Ok. Lia. Cover nãy giờ mãi được một kill. Ờ à, có một bình máu thế à. Ít thế nhỉ. Góc này bơm được chưa? Mình lụm được 16 bình máu rồi anh em ơi. Bo này cũng là cái bo thứ 3 rồi. Gần tới bo gần cuối rồi. Chắc là mình sẽ test ở cái vòng bo này vậy. Chứ còn nếu như mà vào thêm mấy vòng bo nữa thì có vẻ như là hơi khó. Tại vì sống được tới mấy cái vòng bo cuối hay không để mà bơm nó mới là chuyện. Ây da. Tính kiếm thêm mấy bình máu. Nhưng mà có vẻ hơi khoai rồi. Bình tĩnh nha bạn ơi. Bình tĩnh nha bạn ơi. Còn 15 bình. Cố giết anh chàng kia để kiếm máu vậy. Hy vọng là bạn ấy sẽ có 5-6 bình máu gì đó. Mà nếu như mà loot nhiều biết đâu lại được chục bình thì sao. Ok. Tuyệt vời. Rồi. Bơm máu ở góc này đúng đẹp luôn. Anh em nhìn này. Bơm máu nhanh không. Dã man. Mình cần phải phá ra để hút máu trước đã. Bo thu rồi anh em ạ. Ước xác đâu nhỉ. À thấy rồi. Bên này. Ok. 6 bình nhỉ. Tạm tạm anh em ạ. Tổng cộng mình có tầm 19 bình. Bơm từ đây nhá. 19 bình với lại khoảng tầm 5 ống điếu thuốc lào. Rồi. Bơm từ đây đi. 20 bình đi. Xem là có ổn áp hay không. Ây à. Căng đấy anh em ạ. Khá là căng đấy. Máu rút rất là nhanh. 20 giây nữa bo mới thua cơ à. 10 bình. Không ổn rồi anh em ơi. Mình nghĩ khả năng cao là không được rồi.
mình nhân vật Thor với lại Maxim thế này hơi yếu anh em ạ. Chắc là hôm nào mình phải mang thêm cả con pet với lại một cái nhân vật mà hồi máu thêm nữa thì may ra mới đủ được. Chứ còn 20 bình mà trụ được tới cái bo cuối cùng kia đã là khó rồi. Còn có 3 bình này, 2 bình này. Rồi, hết luôn rồi. Như vậy thì nếu như mà chỉ sử dụng Maxim và Thor ấy thì 20 bình máu không thể nào mà bơm từ cái vòng bo thứ 3 đến vòng bo cuối cùng được nha anh em nhá. Chắc là chỉ bơm cái bo gần cuối cùng và bo cuối cùng thôi, chứ bơm từ cái bo thứ 3 này hơi toang. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa vẫn ngon anh em ạ. Nếu như mà bạn nào mà có nhiều máu một chút hoặc là có thể vào được những vòng bo trong một chút thì khả năng lên top là cực kỳ cao. Mặc dù là có thể không được top 1 nhưng mà cứ trên top 10 là kiểu gì cũng được cộng điểm thôi. Thế này thì leo danh huyền thoại easy anh em ạ. Ta-da! Như vậy là video ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Anh em cảm thấy video ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại ý kiến của anh em ở bên dưới nha. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Đây là một số video mình nghĩ là nó có lợi cho anh em. Cuối cùng là cảm ơn anh em đã xem video và chúc anh em có một ngày thật tốt lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye!